Và các bạn, bên cạnh những thành công trên con đường nghệ thuật, bên cạnh những đóng góp cho âm nhạc, giáo sư nghệ sĩ Đặng Ngọc Long luôn được trân trọng và ghi nhận bởi ông đã góp phần đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cũng là người làm tăng thêm niềm tự hào Việt Nam. Xin được mượn lời của một người yêu mến tiếng đàn của ông để kết lại chương trình này, đó là khi nghe Bèo Dạt Mây Trôi, Núi Rừng Tây Nguyên, hồi tưởng người ta có cảm giác khi đang đi trên quê hương Việt Nam của anh mặc dù nơi đó cách xa ngàn vạn dặm. Và hôm nay, những người yêu mến guitar, yêu mến tiếng đàn của ông đã được trực tiếp nghe ông trình diễn ngay tại quê hương mình với những giai điệu mượt mà sâu lắng của dân tộc. Xin được cảm ơn và trân trọng đón nhận tấm lòng của ông với quê hương. Xin chúc cho sự nghiệp của ông sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi giao lưu ngày hôm nay và trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.